đó thì mình thấy nó cũng lạ, thì mình nghĩ là chắc nó cũng ngon, cho nên đó thì hôm nay mình cũng làm thử cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là 7 trứng gà công nghiệp. Mình làm trứng gà công nghiệp này để các bạn ăn giúp cho cái phần trồng trắng trồng đỏ cho nó nhiều thì mình làm ra thì nó sẽ lợi hơn, còn nếu mà mình làm một gà ta thì cái trứng nó nhỏ xíu à, cho nên đó là mình làm là ăn không có được nhiều đâu các bạn. Với lại mình cũng có ruột heo thì mình cũng đã mua về rồi, mình cũng cạo rồi mình chà muối chà chanh để giúp cho nó khử cái mùi hôi của ruột đó các bạn, thì mình cũng đã làm sạch sẽ rồi ha. Còn gia vị thì mình cũng có là hạt nêm cà no, tiêu, bột ngọt và đường và nước mắm, thì mình ăn kèm thì mình có rau răm và muối tiêu chanh nha các bạn. Thì trước tiên thì mình sẽ đập cái hộp gà này ra vào trong cái tô này nha. Mình sẽ đập hết là 7 trứng luôn đó các bạn. Mình lấy trồng trắng trứng và trồng đỏ mình lấy hết luôn nha. Tại thường thường trứng gà công nghiệp này thì cái trứng nó to, cho nên nó là mình làm ra thì nó sẽ được nhiều. Mấy đứa nhỏ thì nó thích ăn cái trứng gà nướng lắm các bạn. Thì mình thấy ở bên ngoài người ta bán thì người ta nướng từng cái trứng như vậy. Thì hôm nay tình cờ mình thấy ở trên mạng là làm ra giống như là cây xúc xích vậy đó, không mình thấy nó cũng lạ, cho nên là mình muốn làm thử ăn xem như thế nào nha. Thì mình sẽ đánh cái hộp gà này nè cho nó đều lên, mình không có cho gia vị gì vào trong đây nha các bạn. Mình chỉ đánh lên trước rồi sau đó thì mình sẽ lượt qua bên cái rây để tránh nhiều khi nó có cái bọt khí của trứng đó các bạn, với lại trồng trắng trứng mà nó bự quá đó cho nó gây lại cho nó hộp gà cho nó mịn ra cho nó đều là được rồi ha. Mình cứ việc là mình đánh lại đi, đánh cho nó đều ra là được rồi, cho trồng đỏ trồng trắng trứng mình đánh cho nó đều ra là được ha. Hộp gà thì mình đánh xong rồi thì mình sẽ cho vào trong cái rây này, cho cái hộp gà của mình cho nó chảy hết, còn cái chồng trắng trứng á nó còn rớt lại ở trên đây nè các bạn nè ha. Đây các bạn, còn chồng trắng ở trên đây nè thì mình sẽ bỏ nha, rồi mình để qua một bên. Bây giờ là mình sẽ cho gia vị vào, thì mình sẽ dằn vào trong cái hộp gà một tí đường, một ít đường thôi, hạt nêm cà no thì mình sử dụng là một muỗng cà phê, bột ngọt thì mình sử dụng ít thôi, mình không có cần nhiều. Đây là tiêu mình cho muỗng vuông luôn, mình cho 2 muỗng tại mình ăn món này nó có tiêu cho nó ngon. Còn đây là nước mắm thì mình sẽ cho là nửa giá thôi nha các bạn, nửa giá múc canh thôi, mình không có cho nhiều nha. Và bây giờ mình sẽ quậy cái hỗn hợp này lên, quậy cho nó đều nha, rồi sau đó mình để cái hộp gà này cho nó nghỉ một chút xíu để mình giúp cho nó không còn cái bọt khí á. Và sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái phần ruột của mình, phần ruột heo á. Mình quậy nhẹ thôi cho nó hỗn hợp, cho nó đều, mình nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình mình thưởng thức là được rồi đó các bạn. Ruột đó là các bạn thấy nè, mình làm thì nó cũng đã sạch rồi, mình cũng lộn trái rồi mình cạo bên trong như vậy nè các bạn, ăn giúp cho cái phần ruột của mình cho nó trắng ha, với lại cho nó mỏng bớt nữa, chứ để nhiều khi mình không cạo thì cái phần ruột của mình nó dày lắm. Thì mình sẽ thắt cái phần đầu của ruột nè, mình thắt cho nó sâu sâu nha, thắt gút lại luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái bề bên đây, và mình cũng dùng cái quặng, mình dùng cái quặng để vào trong cái ruột heo. Rồi sau đó thì mình sẽ quậy cái phần hộp gà này nè, mình quậy lên và mình sẽ cho thẳng vào trong cái quặng luôn. Để mình kéo cho cái ruột cho nó thẳng ra các bạn.
Rồi mình cho hết rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái quặng ra. Mình sẽ cho cái phần ruột của mình á, coi nó nằm tới đâu. Rồi mình sẽ thắt rút lại. Còn cái phần ruột dư này các bạn, thì mình sẽ cắt cái phần ruột này. Rồi sau đó thì mình để dành lại. Hôm nay mốt mình sẽ làm chiến sau nha. Hồi nãy mình làm nó bị xì á các bạn, cho nên là mình cũng cắt ra làm đôi, cho nên là mình làm ra được hai khúc nha. Thì bây giờ là mình sẽ hấp cái hộp gà này cho nó chín. Mình để cái mật lửa cho nó thấp thôi các bạn, mình đừng để lửa cao quá nha. Thì trong lúc mình hấp cái hộp gà thì mình nhớ là mình cũng phải xả cái hơi ra. Thì mình mở cái nắp ra như thế này để giúp cho cái hộp gà của mình nó sẽ chín đều. Với thứ hai nữa, nó sẽ không có bị trào. Cái phần trứng nó nở trứng lên thì nó sẽ nở phình lên, thì cái ruột heo thì nó sẽ bị bể, thì lúc đó thì mình sẽ nó không có được ngon và nó không có được đẹp nha. Thì lâu lâu thì mình nhớ là mình xả ra như vậy nha các bạn. Thì giờ mình sẽ đậy nắp lại khoảng chừng 2 phút thì mình xả một lần, 2 phút mình xả lần. Cái hộp gà này thì mình hấp nó cũng mau chín lắm chứ nó không có lâu chín đâu, cho nên các bạn hấp đó mình chịu khó mình đứng mình canh tí xíu nha. Hộp gà thì mình hấp từ nãy giờ là cũng được 10 phút rồi các bạn. Thì mình thấy cái hộp gà nó cũng đã chín chín rồi nè, thì mình cũng sử dụng cái tăm ha, thì mình cũng xăm cho cái xăm cái vào trong cái hộp gà để giúp cho nó xì cái bọt khí ra các bạn, tránh nhiều khi mà mình hấp á, sợ nhiều khi nó bị trào cái phần trứng á thì nó sẽ bị bọt ở trong á, cho nên đó là mình đâm cho như vậy để giúp cho cái bọt á, cái ruột á, để cho nó thoát hơi ra. Rồi bây giờ là mình sẽ hấp thêm chừng 2 phút nữa thôi thì mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ lấy trứng ra nha. Hộp gà mình hấp thêm là cũng được là 2 phút rồi nè các bạn. Giờ cái hộp gà nó cũng đã chín ha, thì mình cũng tắt bếp luôn. Thì giờ mình sẽ gấp cái hộp gà ra. Đây, các bạn thấy là nhìn nó rất là ngon lắm luôn. Hồi nãy là khi mà mình chuẩn bị mình hấp á, mình đẩy nắp lại rồi cái mình thấy cái nụt nó bị tuột ra, mình đổ hết miếng nữa các bạn, tại vì mình buộc đó, nó có một nụt ở đây nè, cái nó bị tuột, cho nên đó là mình phải buộc thêm một buộc nữa, cái còn hơn đó là còn miếng ruột dư á, cái mình lấy mình làm thêm một được thêm một cái nữa. Đây các bạn thấy nè, nhìn nó rất là ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ chờ cho cái hộp gà này cho nó nguội rồi sau đó thì mình sẽ cắt ra nha. Hộp gà bây giờ nó cũng đã nguội nguội nè các bạn, thì giờ mình sẽ cắt ra mình đem đi nướng ha. Thì mình cũng xắt sao ta, mình xắt xéo xéo vậy đi ha. Ok, mình cắt. Đó các bạn thấy nè, cái miếng ở bên trong nè, nó láng o luôn nè, y như mình làm bánh lăng vậy đó. Rồi bây giờ cái mình cũng để vô xiên que. Hôm nay mình không có để... mình không có đốt lửa than các bạn, mình cho nên đó là mình nướng ở trên cái bếp luôn. Một cây vậy mới mình xỏ ra được được ba viên nha. Trứng thì mình hấp nó cũng đã chín rồi các bạn, cho nên là mình cũng nướng sương sương thôi, đặng cho nó hơi vàng vàng cho nó thơm thơm là được rồi ha. Mình cũng chuẩn bị cái chảo chống dính này nè, thì mình sẽ để cái một xiên que trứng vào, giống như là mình áp chảo nó vậy đó các bạn. Mình nghĩ là mình cầm bằng tay nó sẽ dễ hơn đó các bạn. Đó, rồi ơi, nó mới nứt ra được tí xíu rồi, nhưng mà không sao nha, mình làm ra được hai cái. Tại vì khi mình để cái chảo nó nóng quá á, cho nên đó là mình để cái trứng gà vô á thì nó hơi nứt tí xíu, nhưng mà không sao. Bây giờ mình cứ áp chảo như vậy là được rồi nè. Các bạn thấy cái hộp gà của mình á, nướng nè, bây giờ cái phần ruột á nó cũng đã vàng vàng rồi nè ha. Nếu mà các bạn thích ăn vàng như thế nào á thì mình có thể là mình nướng mình điều chỉnh nha. Mình thấy đó, làm như vậy là được rồi đó, mình đừng có để vàng quá mình sợ ăn nó cái da cái ruột có nó bị dai với các bạn. Nè các bạn thấy nè, nhìn nó rất là ngon lắm luôn. Bây giờ là mình sẽ lấy lên nha.
Đó, các bạn thấy nè, nhìn nó rất là ngon lắm luôn. Bây giờ là mình sẽ làm tiếp hai cây. Thì mình cũng làm cái hộp gà nướng xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy á, nhìn có hấp dẫn hay không ha. Thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức thử xem như thế nào nha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Như cái món hộp gà nướng này nè các bạn, thì mình ăn kèm chung với lại muối tiêu nè, với rau găm á, như vậy là nó đúng bài luôn á, ăn nó rất là ngon. Thì ở ngoài mình cũng hay mua là trứng gà mà nướng á, thì hôm nay mình làm thử cái kiểu mà như giống như là xúc xích, ăn thử như thế nào nha. Mình ăn á, cái vỏ bên ngoài thì nó có cái ruột heo á, ăn thì nó có cái độ giòn giòn. Còn cái trứng gà thì mình ăn thì nó có cái độ béo béo, độ mặn mặn. Và nó rất là thơm khi mà cái ruột á, nướng lên á, thì nó rất là hơi thơm thơm các bạn. Tại vì mình nướng thì không có dám để cho nó vàng quá, sợ vàng quá thì sợ nó bị dai, nó sẽ không có được ngon. Nhưng mà ăn thì nó cũng rất là thơm. Với là mình chấm thêm cái muối tiêu, mình ăn kèm với rau răm như vậy á, thì mình ăn nó sẽ không có ngán nha các bạn. Rau răm thì mình cũng chấm cho muối tiêu mình ăn luôn. Rau găm thì mình ăn nó cay cay, trứng gà ăn nó có độ béo béo, ăn kết hợp như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Thường thường hộp gà hay là hộp vịt gì đó thì mình ăn kèm có rau găm như vậy thì nó sẽ bắt mắt hơn và nó sẽ ngon miệng hơn nha. Nó ăn nó sẽ không có được, nó không có ngán nữa. Như cái món này á, mình thấy là tương đối nó cũng lạ nè, thì các bạn cũng làm ăn thử đi cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.